Chào quý vị và các bạn quay trở lại với mình nha. Bây giờ là thì bắt đầu mình sẽ chuẩn bị làm việc nha. 7:40 rồi. Hơi gấp. Chảo này là vừa đủ một cái trứng nha các bạn. Cái bằng mặt mình ra cái trứng đủ. Tráng nước rửa cái chơi lò lớn luôn cho nó lẹ ha. Nãy giờ bị mình xài không quen cái iPad nên nó để mà set up lại cái máy mà quay cái livestream á. Mất hết cả 20 phút luôn. Là dầu ăn ha. Giờ mất nhiều thời gian quá. Bỏ vô thùng rác mà nó không bỏ ngay. Thôi xong rồi hả? Ok. Thôi rồi đó. Gì? Đó ngay đầu đó ngay chỗ này. Văng nước mắm nước muối vô cẳng mẹ luôn rồi. Chế cà phê nha. Mà 43 à 15 phút để chạy mà. Mày chế vô ly cà phê. Hả? Ok. Kẹp cho con ly cà phê ra xem. Con cứ mang dài vô trước đi. Mẹ đâu cần mang dài.
bút viết đầy đủ hết rồi phải không? Thấy cái chì chưa? Cần lấy nước không hay là uống nước trong trường? Ok. Đây là cà phê Trung Nguyên của Việt Nam nè các bạn. Một gói là 3,50 đồng. Đường. Cà phê đá phải không? Hay là cà phê đen? Cà phê nóng. Nóng hay bỏ đá Vinh? Không uống cà phê hả? Nè mày lấy cho con cái trứng nè. Bưng cái trứng. Hả? Không muốn ăn gì hết sao được? Rồi, mình gặp lại ra ngoài xe nha.